Xin chào các bạn đến với kênh Nhung Huỳnh Rocha. Và hôm nay với video này, tôi chia sẻ với các bạn cách móc mẫu áo crop top dành cho người lớn với hoa văn như vậy. Các bạn dùng kim móc số 5 để móc một dây bính dài gồm 168 bính. Sau khi móc xong 168 bính, các bạn nối hai đầu dây lại. Và ở đây mình móc một khúc để tượng trưng để hướng dẫn các bạn. Và các bạn đổi qua kim móc số 4. Tiếp tục móc lên 3 bính để móc hàng thứ nhất. Tiếp tục móc một bính. Và các bạn bỏ một chân móc, móc vào chân móc thứ hai một mũi móc kép. Móc một bính. Bỏ một chân móc, móc vào chân móc thứ hai một mũi móc kép. Và các bạn móc lần lượt như vậy cho đến hết hàng thứ nhất. Các bạn dùng mũi trượt để nối hàng thứ nhất lại. Bỏ một chân móc. Các bạn móc vào chân móc thứ hai một mũi trượt. Tiếp tục móc lên 3 bính để bắt đầu móc hàng thứ hai. Lật qua, móc thêm một bính. Và móc một mũi móc kép vào cái chân móc ở đây. Móc một bính. Móc một mũi móc kép. Các bạn móc lặp lại như vậy cho đến hết hàng thứ hai. Các bạn móc lặp lại hàng thứ hai cho đến hàng thứ năm thì các bạn dừng lại và mình bắt đầu chia ra làm hai thân trước và thân sau. Rồi mình làm dấu ở đây. Làm dấu giữa thân trước và thân sau. Bây giờ mình bắt đầu móc chiếc nách. Các bạn thục vào hai ô. Móc lên 3 bính. Móc vào đây một mũi móc kép. Móc một bính. Móc một mũi móc kép. Các bạn móc lặp lại như vậy cho đến chỗ làm dấu. Và các bạn cũng chừa ra hai ô. Mình đã móc xong hàng thứ hai. Các bạn tiếp tục lên 3 bính. Mình đã móc xong hàng thứ nhất. Các bạn tiếp tục lên. Mình đã móc xong hàng thứ nhất của phần chiếc nách áo. Các bạn tiếp tục móc lên 3 bính để móc hàng thứ hai. Các bạn móc vào đây một mũi móc kép.
đến cuối hàng của hàng thứ hai, các bạn cột móc giống như là cuối hàng của hàng thứ nhất. Tiếp tục móc lên 3 bính để bắt đầu móc hàng thứ ba, các bạn cột móc giống như hàng thứ nhất và hàng thứ hai. Đầu giảm và đầu hàng giảm và cuối hàng giảm. Sau khi đã móc xong hàng thứ năm, bây giờ mình bắt đầu móc lên cổ áo của thằng trước và các bạn làm dấu ngay chính giữa. Tiếp tục các bạn móc lên 3 bính để bắt đầu móc hàng thứ nhất của cổ áo. Lật qua và móc vào đây. Móc vào đây một mũi móc kép. Móc một bính. Móc mũi móc kép vào đây. Móc một bính. Móc mũi móc kép vào đây. Và tiếp tục phần cổ áo và bên phần lát áo, bắt đầu từ hàng này các bạn móc thẳng và mình chỉ giảm mũi ở bên phần cổ áo. Các bạn móc đến chỗ mình làm dấu. Tiếp tục móc lên 3 bính để móc hàng thứ hai của phần cổ áo. Các bạn giảm mũi giống như cái phần nách áo. Móc một ô. Móc một mũi đơn và móc vào đây một mũi móc kép. Các bạn móc bình thường cho đến hết hàng. Móc một bính. Móc vào đây một mũi móc kép. Và bên đây là phần nách áo. Mình móc thẳng luôn, không có giảm mũi nữa. Mình bắt đầu móc hàng thứ ba. Sau khi móc đến hàng thứ 9 thì mình không có giảm mũi bên phần cổ áo nữa mà mình sẽ móc thẳng luôn. Tiếp tục các bạn móc lên 3 bính. Lật qua. Các bạn móc vào đây một mũi móc kép. Tiếp tục móc một bính. Và móc vào đây một mũi móc kép. Và các bạn cứ tiếp tục móc giống như vậy cho đến khi nào mà mình đo cái phần nách áo đo được 20 cm. Mình đã móc xong phần thân trước, bây giờ mình sẽ móc phần thân sau. Và phần thân sau 5 hàng chiếc nách các bạn cũng móc giống như là phần thân trước. Bây giờ mình tiếp tục móc hàng thứ nhất của phần cổ áo và ở thân sau mình sẽ móc thẳng lên. Các bạn móc lên 3 bính. Móc vào đây một mũi móc kép. Móc một bính. Móc vào đây một mũi móc kép.
các bạn móc như vậy đến cuối hàng. Tiếp tục hàng thứ hai, các bạn móc lên 4 bính. Móc vào đây một mũi móc kép. Các bạn móc lặp lại như vậy cho đến hàng thứ bảy. Và ở phần thân sau, bây giờ mình bắt đầu móc phần cổ áo và các bạn làm dấu ở chính giữa. Phần cổ áo thân sau, các bạn móc lên như vậy. Bây giờ mình bắt đầu móc ráp hai vai áo của thân trước và thân sau lại với nhau. Các bạn lợi mối và cắt chỉ. Ở đây là mặt phải, còn bên đây là mặt trái. Sau khi đã móc xong phần thân trên của áo, đây là cổ áo, nách áo, bây giờ mình sẽ bắt đầu móc phần thân dưới của áo. Các bạn nối chỉ vào áo và các bạn canh ngay phần nách áo. Và hàng thứ nhất, các bạn móc toàn bộ là mũi đơn. Cứ một chân móc là các bạn móc vào một mũi đơn. Các bạn móc cho đến hết hàng thứ nhất.